Xin chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay cha con mình đi làm về sớm, đi học về sớm. Thì con mình sẽ ra vườn bẻ trái cây. Sau đây mà mọi người cùng theo dõi cha con mình bẻ trái cây cái khu vườn nhà mình nha mọi người. Xin mời mọi người. Đây là cái cây vú sữa nhà mình trồng nè, cái này mấy năm rồi. Coi đó trái chín không mấy Tư? Không có cái nào chín hết trơn á. Coi đó nào chín á, đậu đó sữa trái ghê không? Cây vú sữa này mình trồng mấy năm rồi. Có bị sâu không? Con lạ. Có trái bự kìa, có trái bự kìa. Vô đó coi. Giờ trái quá trời lên mọi người. Có trái nó bị hư cái gì đó, nó bị có trái gì vậy? Nó hư đó. Đây không chín đâu. Đi qua bị ỏi thôi. Cái này ỏi. Nè nè. Lựa đi, lựa thế nào được nên bẻ đi. Ồ, đây có trái đủ nè. Kéo đủ nè. À, trả đủ á. Để ra. Lên. Lên. Ồ, trả đủ chín đã vậy ta. Chín chưa? Chín rồi. Ngon ha. Ngon lắm á. Kéo đủ này cũng lâu, cũng trồng lâu. Đổi đó hả? Dạ. Mày kêu đổi rồi nữa không? Đây cây sâm nè mọi người. Sâm tốt chứ không? Này sâm này uống rất là mát luôn. Này mình có thể dò mình uống hàng ngày nè, tốt. Mát cơ thể. Sâm này quá tốt. Chắc là bị hư rồi. Ồ, đây trời ơi. Trời đã ngon đó. Ăn đi ngon lắm á. Ngon thiệt. Trời đó, lột ra luôn đi. Này ổi mình muốn ăn là mình phải bao như thế nhưng mà ổi này mà mình không có bao là sâu á, với rẹp á, rẹp cắn là sẽ hư cái ổi luôn. Ngon không? Bên kia ổ quá trời đi. Đây có cây mận nữa mọi người. Mận trái bông quá trời ba đông luôn nè. Trái này hình thành bông luôn. Bị nám. Quá trời bông luôn mọi người. Rồi bông mận này trái quá trời trái luôn này, ít ngày nữa là trái nó sẽ hình thành bự lắm. Ở trên đầu chúng ta cũng có một trái cây gậy, kiểu hai trái cây gậy kìa. Trái rồi con, chín mới bẻ thôi, không chín thôi con. Đây có cái rau bự nè. Chín chưa? Cái này bự. Đây có cây diêm dục mà trái quá trời luôn. À, trái nè. Diêm dục này dục ngọt nha mọi người. Ăn rất là ngọt luôn. Trái nè.
Quá trái luôn. Cái gì nhỏ nữa. Này bẻ thử ngang nữa coi. Đó, chùm ruột đó. Ở chùm chín đó con, chín thôi, bỏ chùm chín thôi. Đó, cái chùm bự đó, cái chùm bự đó kìa. Đó, cái tay con nãy cầm đó. Đúng rồi. Đâu. Mày xuống ăn có vô chua không, ngọt không? Ồ, vô tráo đủ bự không nổi luôn hả? Ăn chua thôi, ăn chua không con? Ngon không? Ngon. Này hồi chấm muối cho, chấm muối ăn ngon lắm á. Lấy như vậy hay mấy chùm nữa? Chờ chờ trái coi. Ăn thử ngon. Chua quá. Ủa con đâu có chua đâu. Được được ha. Muốn chua lắm không? Đi qua cây bưởi coi. Đi. Đi qua bên này đi. Mình qua bên kia mình bẻ xài với bưởi nữa. Có trái ổi kìa. Ở trước mặt á. Ở chín luôn, để coi cho bẻ cho coi coi, ra cho coi. Đúng rồi. Rồi lấy ra coi. Hồi ở chín nè. Đây. Mấy cái ổi nè. Ồ trái ổi này bự vậy nè. Nó chưa chín. Ồ đây có trái đủ hả? Bẻ được không? Bẻ luôn, chín rồi đó. Chín rồi, rõ đây luôn đi, bỏ rõ đi. Đi. Đi qua bên mé bên này mình coi hầm chuối với xài. Với cây bưởi nữa. Bưởi trái nhiều lắm nha mọi người. Đây có cây mũ trôm nè mọi người. Cái này mũ trôm cũng rất là mát luôn nè. Mũ trôm này ở một số nơi ta trồng công nghiệp của ta trồng nhiều lắm nè. Mình nhầm có cây mũ trôm quá lớn luôn. Nói chuyện ấy, chuối nè. Đây mình có trồng cây chuối trái dữ lắm mọi người. Chuối chưa vàng luôn hả ta? Đây, ù trái kìa. Có cái quả chuối này bự đúng không? Quả chuối này quá thồn rồi. Đi nhà mình nè. Hoa này bự lớn. Bên kia nữa kìa mọi người. Chuối quá chuối luôn. Bên kia có cây na nữa. Cây na nó ra chua đó. Nhưng bên mà cái này đem chấm ớt là hết sảy luôn. Ừ. Đây nữa nè. Cái chua quá trời luôn. Chính ra là tới công chuyện. Chuối quá trời trái trái luôn. Quả chuối rồi. Bên kia quả chuối quá lớn luôn rồi bà. Đây. Đâu? Chuối to hơn con. Ừ. Đây con cây mít đó mọi người. Mít lá trái nè. Đó, trái mít kìa. Mít thì mít mít thái nè. Cây xài kìa. Đó, cây bưởi đó kìa kìa. Đây, mọi người thấy cây bưởi trái quá trời luôn mọi người. Cây lỡ nhỏ mà trái lớn lớn không. Ó, bưởi quá trời coi con. Đó. Bưởi quá trời luôn. Trái này chín không? Có trái này chín không? Con nghĩ trái này. Ờ. Trái đó có bị sâu không? Dạ không. Ó, trời bưởi luôn. Có kéo hay? Được không? Để cho xuống cho cắt cho. Có cắt không được đâu. Ủa trái nó cao quá con không tới đâu. Ở xuống đi cho cái cắt cho. Ở xuống đi. Ủa trái bưởi bự quá trời luôn. Để mình trèo lên trên mình quay cho nó rõ mấy người. Cái trái bưởi nó chín rồi.
Này, trái này cũng gần chín nè, bự nè. Bên kia có hai trái nè. Rồi trái này được nè, nó là chín nè. Đây, nó là bự nè. Dạ. Bỏ đỏ đi. Còn thế nào nữa, với tư thế nào chỉ cho cha đi qua chắc luôn, chắc không chưa? Thế nào? Thế nào không? Thế chính chưa? Cái đó. Hả? Cái đó ừ. Thế nào chính? Ê, cái này, cái này không chính nè. Được không? Được. Nó chính nè. Cái này chính rồi nè, nó được nè. Nó này ngon nè. Này. Rồi, bỏ rõ được không? Giờ đó đi, hai trái được rồi ha. Đủ chưa với Thư? Dạ đủ rồi. Đi mình vô đi. Hai trái với mình bạn nay đủ ăn đó. Đây cây chanh trái quá trời luôn mà. Đây chanh nè. Bẻ được không? Chanh hả? Chính chưa bẻ ra? Chính không? Cái tôi có chanh chín không? Nè. Nhìn chín á. Rồi. Ừ, chanh chín quá trời luôn đâu. Chanh này vô mình làm nước uống đi. Đúng rồi, quậy nước cam, uống rồi quậy nước chanh uống đi. Ừ. Đây khu vực trồng dừa rồi mọi người. Đúng rồi. Cây dừa nè. Dừa trái nhỏ mà nó rất ngọt luôn. Xài đi, xài chứ. Đâu? Ồ, có cái xài quá lớn luôn. Này xài thái. Cây dừa đó nhỏ, nhỏ. Mà ngọt nước lắm á. Đây có cái xài được không? Xài thì nó thêm một phút tham. Ồ, xài rụng. Không? Tại nhấp luôn. Có bánh chín gì không? Mọi người thấy cái xài quá là trái quá trời luôn. Mình chín cái kia. Mình chín trời nè. Cái sữa 29 chưa? Chín rồi. Mẹ coi. Chín không? Cái chín. Chín không con? Dạ chín, cho thử đi. Ngọt không? Ngọt hay luôn. Ồ, đã vậy? Đâu biết rồi. Ồ, sữa nhỏ mà chín mà người. Này không phân khúc gì đây, nghe cái này. Nhà mình trồng mình ăn tự nhiên. Ngon. Ừ. Ngọt quá. Ngon nhỏ rồi. Ngon, có biết ăn. Đủ nó ngon à. Cái nhỏ nó ngọt quá. Ngon. Bỏ qua đi. Ở đây có vườn mướp đó mọi người, mướp ngọt này. Có trái bự không? Để trái bự đi. Trái nó chín không? Bóp nó mềm không? Mềm. Ờ, lấy trái đó đi. Ờ. Trái mướp này về mình xào ăn rất là ngon luôn. Trái nhấp luôn nè.
Đây có mấy trái nữa nè con. Quá trời luôn ha. Đó mấy trái luôn. Nó rất là dễ thương luôn. Thôi mình bẻ như đó được rồi. Thôi thêm một quả nữa đi. Đây ba quả nữa nè. Nó bị cong quẹo rồi. Nó già rồi hả? Nó bị cong quẹo rồi. Bẻ quả luôn hả? Bẻ không được. Ồ, đó này chín luôn, ở đó này mình già chưa? Già lắm rồi. Đi ba thì quẹo. Rồi vậy là bẻ hai trái hả? Rồi đi.